Những bằng chứng cho thấy đại hồng thủy đã từng xảy ra trong lịch sử. Trận đại hồng thủy được mô tả trong các truyền thuyết của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ vùng châu Thổ Lưỡng Hà đến Nigeria đến Trung Quốc, nhưng lại giống nhau đến không ngờ. Nội hàm gì ẩn đằng sau câu chuyện về một sự kiện từ thời viễn cổ trên quy mô toàn thế giới? Nó đã đặt ra cho nhân loại thật nhiều hoài nghi và giả thiết. Trong cuốn Sáng Thế Ký, Genesis nói rằng đã từng có một trận lụt lớn đến nỗi nó tràn ngập toàn thế giới. Trận lụt này được gọi là Đại Hồng Thủy và tất cả mọi người đã chết vì trận lụt ngoại trừ một số người được Chúa lựa chọn. Những người được lựa chọn được cho là những người có tâm tính thực sự tốt và họ không đáng phải chết như phần còn lại của thế giới. Mặc dù nhiều người tin rằng câu chuyện chỉ là một huyền thoại, nhưng cũng có những minh chứng cho thấy sự kiện này đã xảy ra. Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem xét 9 chứng cứ về trận đại hồng thủy toàn cầu dưới đây nhé. Số 1. Tìm thấy xác của tàu Noah trong Kinh Thánh. Vào năm 1959, Johan Durupina, lúc ấy đang là một viên đại úy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đã khám phá ra một hình thù bất thường trong khi đang kiểm tra các bức ảnh chụp từ trên không. Vật thể này lớn hơn một sân bóng đá, nổi bật lên khỏi địa hình đồi núi mấp mô ở độ cao gần 2.000m thuộc dãy núi Ararat gần biên giới Iran-Thổ Nhĩ Kỳ. Đại úy Johan Durupina đã truyền âm bản của bức hình cho chuyên gia chụp ảnh trên không là tiến sĩ Brandon Berger thuộc trường đại học bang Ohio ở Mỹ. Sau khi nghiên cứu bức ảnh chụp, tiến sĩ Brandon Berger kết luận: "Tôi chắc chắn rằng vật thể này là một con tàu." Ấn tượng bởi câu chuyện trên, vào năm 1977, nhà khảo cổ Ron Wyatt và những người bạn của mình đã nghiên cứu kỹ lưỡng vật thể này trong nhiều năm. Họ sử dụng máy dò kim loại, máy quét radar ngầm, tiến hành thăm dò cẩn thận, thực hiện các phân tích hóa học. Những nghiên cứu đã khẳng định chắc chắn vật thể trên là xác của một con tàu lớn thời tiền sử, có chiều dài 160m, cao 3 tầng với trình độ xây dựng tiên tiến. Sau khi những nghiên cứu này được công bố, cả thế giới đã chấn động. Đây có lẽ là một trong những phát hiện lịch sử học và khảo cổ học vĩ đại nhất, cho thấy Đại Hồng Thủy và con tàu Noah thực sự tồn tại. Số 2. Khu vực Lưỡng Hà. Năm 1922, nhà khảo cổ người Anh Leonard Ware bắt đầu tiến hành đào bới khảo sát khu vực sa mạc Lưỡng Hà nằm giữa Bát Đa và Vịnh Ba Tư. Kết quả là phát hiện di chỉ thành ở thuộc Vương quốc Sumer cổ đại và tìm thấy mộ của vua chúa trong thành này. Ware và những người trợ giúp ông cũng phát hiện ra một tầng đất sét châm tích bên dưới ngôi mộ. Tầng đất sét dày 2 mét này từ đâu mà có? Sau khi nghiên cứu phân tích số đất sét, Ware cho rằng chúng thuộc về lớp phù sa trầm tích sau một trận lũ lớn. Ông cũng nhận định là phát hiện này đã chứng minh một sự kiện từng xảy ra, trận đại hồng thủy trong lịch sử theo truyền thuyết cổ Lưỡng Hà. Ngày nay, các nhà khoa học cho rằng bia đá cổ của người Sumer mang đậm tính truyền thuyết hơn là tài liệu lịch sử. Nhưng dù sao, chi tiết về trận lũ quét qua được ghi lại trên bia đá cổ là một minh chứng khác cho niềm tin của người Sumer về trận đại hồng thủy trong lịch sử. Truyền thuyết của người Sumer còn tương hợp với trường ca Gilgamesh được tìm thấy trên một tấm bia của người Assyria. Một nền văn minh xuất hiện khoảng 2.500 năm trước công nguyên tại khu vực Lưỡng Hà. Câu chuyện của người Assyria cũng miêu tả những trận ôn dịch khủng khiếp hoành hành và một trận đại hồng thủy xảy ra. Số 3. Biển Đen. Theo một số nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia, thực sự có một đại hồng thủy đã xảy ra ở vùng Biển Đen. Biển Đen đã từng là một hồ nước ngọt được bao quanh bởi đất liền cho đến khi nó bị ngập lụt bởi một trận lũ cực lớn. Lực của nước rất mạnh và cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Để điều tra tính vững chắc của lý thuyết, Robert Barnett, giáo sư hải dương học tại Đại học Rhode Island, người nổi tiếng vì khám phá ra tàu Titanic, đã quyết định tìm kiếm tàn dư của trận lụt. Barnett và nhóm của ông đã tìm thấy một bờ biển cổ xưa nằm ở độ sâu 120m dưới mặt nước Biển Đen. Nhóm nghiên cứu của ông cũng đã khai quật được các mảnh hóa thạch của những chủng loại sinh vật nước ngọt đã tuyệt chủng. Các loài này có niên đại từ 7.000 đến 15.000 năm trước. Việc ấy chứng tỏ rằng điều gì đó đã xảy ra ở Biển Đen. Sau khi xác định bờ biển này bằng phương pháp carbon, Ballard nói rằng có một sự kiện đã xảy ra trong khu vực này vào khoảng 5.000 năm trước công nguyên. Các chuyên gia tin rằng đó là thời điểm xảy ra trận lũ lụt của Noah trong Kinh Thánh. Số 4. Cao nguyên Giza. Cao nguyên Giza là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Ai Cập, nơi có một số di tích cổ ấn tượng nhất trên thế giới như tượng nhân sư, kim tự tháp Giza và một số kim tự tháp và đền thờ lớn khác. Theo nghiên cứu của các nhà địa chất học, trong lịch sử, nơi đây từng xảy ra ngập lụt trong một thời gian khá dài. Tiến sĩ Robert M. Salk,
người dành nhiều năm nghiên cứu tượng Nhân Sư đã kết luận rằng nguyên nhân xói mòn chính của tượng Nhân Sư là những trận mưa lớn trong khoảng một thời gian rất dài. Theo quan điểm của ông, thì mặt trên pho tượng Nhân Sư có dấu hiệu của sự phong hóa sâu, hình lượn sóng, tiêu biểu cho xói mòn vì mưa. Những vạch rãnh trên những bức tường hào bao quanh Nhân Sư cũng khiến người ta liên tưởng đến các dấu vết tác động của những cơn mưa cực lớn. Tiếp thu ý tưởng của tiến sĩ Shaw, nhà khảo cổ học Seri Fremosi đã đào sâu hơn vào bí ẩn này. Trong khi chụp hình tư liệu khảo chứng các kiểu xói mòn trên rất nhiều các tảng đá cự thạch ở khu vực này, ông đã có một khám phá mà qua đó càng thêm khẳng định rằng khu vực này đã từng bị chìm dưới nước vào một khoảng thời gian dài trước đây. Đặc biệt, nhà khảo cổ học Seri Fremosi còn phát hiện ra hóa thạch của một con vật gì đó giống như con cầu gai, vốn là một sinh vật sống ở vùng biển cạn. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện ra rằng lớp châm tích dày tới 4,3 mét quanh nền kim tự tháp chứa nhiều vỏ sò hóa thạch. Điều này cho thấy kim tự tháp Ai Cập cũng bị ngập nước trong thời gian dài giống như tượng Nhân Sư gần đó. Những bằng chứng này cho thấy một trận đại hồng thủy từng quét qua nơi này. Số 5. Bolivia, Nam Mỹ. Nằm trên độ cao gần 3.900 mét so với mực nước biển, thành phố cổ Tiwanaku và di chỉ cự thạch Pumapunku cách đó chỉ vài trăm mét là hai địa điểm khảo cổ bí mật nhất thế giới của Bolivia. Nhiều bằng chứng cho thấy Tiwanaku, Pumapunku và nhiều khu vực ở vùng núi Andes, Nam Mỹ đã từng bị chìm trong nước biển. Trong quá trình khảo cổ Tiwanaku, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra dấu tích một đường bờ biển cổ đại trên những ngọn đồi xung quanh Tiwanaku. Ngoài ra, còn phát hiện thấy các châm tích vôi trên bề mặt của phiến đá ở Tiwanaku. Điều này cho thấy rằng Tiwanaku đã từng bị ngâm trong nước một thời gian khá dài. Năm 1943, nhà khảo cổ học Arthur Posnensky đã tìm thấy sự tồn tại của một loài cá ngựa sống trong hồ Titicaca. Ngày nay, mẫu cá ngựa sống trong nước ngọt có tên Titica Kinesis Hippocampus này vẫn được trưng bày tại bảo tàng Tiwanaku. Cá ngựa vốn là loài cá đại dương. Sự xuất hiện của nó ở hồ Titicaca gợi ý rằng lòng hồ này vốn nằm dưới đáy đại dương. Khi nước biển rút đi, nước ngọt được đổ về hồ từ các con sông trên núi và loài cá ngựa này dần thích nghi và tồn tại với nước ngọt trong hồ. Mặt khác, các nhà khoa học đã tìm thấy rất nhiều các mẫu sinh vật biển hóa thạch ở khắp nơi trong khu vực dãy núi Andes của Nam Mỹ. Như vậy, trận lũ lụt nào có thể nhấn chìm một nơi có độ cao 3.900 mét so với mực nước biển nếu không phải là đại hồng thủy? Những khám phá khảo cổ này cũng tương đồng với những gì mô tả trong Kinh Thánh, nước dâng lên cao hơn cả những đỉnh núi cao nhất. Số 6. Trung Quốc. Gần đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng về một trận lụt lớn của sông Hoàng Hà. Sau khi quan sát khu vực hẻm núi tích thạch sông Hoàng Hà, các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng có một trận lở đất cổ tạo ra một con đập cao khoảng 200 mét. Con đập đã chặn sóng sông và kết quả là tạo ra một hồ nước dâng cao trên mực nước sông hiện tại. Nhiều tháng sau khi nước lam vỡ đập, nó đã tạo ra một trận lụt lớn phá hủy mọi thứ trên lộ trình. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các châm tích như bằng chứng trong một trận lũ đã dâng cao tới 50 mét so với mực nước sông. Việc xác định niên đại châm tích chính xác sau đó tiết lộ gần đúng về khoảng thời gian xảy ra trận lụt là khoảng vào năm 1920 trước công nguyên. Vì vậy, có thể nói rằng từng có một trận đại hồng thủy đã xảy ra vào khoảng 4.000 năm trước và Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trận lụt này cũng gắn liền với truyền thuyết đại vũ trị thủy cách đây hơn 4.000 năm. Chuyện kể rằng, Hạ Vũ đã chế ngự được dòng sông Hoàng Hà hung hãn bằng cách nạo vét lòng sông và nắn dòng chảy. Ngoài ra, thay vì xây các đập chắn lớn, Hạ Vũ chủ trương xây dựng hệ thống kênh thủy lợi để tiêu lũ vào các cánh đồng. Nhờ vậy, mức độ phá hoại của các con lũ đã giảm rất nhiều và nông nghiệp cũng phát triển trở lại. Người dân đã tôn sùng Hạ Vũ như là người nắm giữ thiên mệnh để chống lại các thảm họa tự nhiên và sau đó, ông đã thành lập một nhà nước thống nhất Trung Quốc có tên là Nhà Hạ. Số 7. Đại Hồng Thủy trong các truyền thuyết của các dân tộc. Đại Hồng Thủy đã được ghi chép lại với tư cách là một sự kiện lịch sử hoặc ít ra là huyền thoại của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới. Những nhà truyền giáo từ cổ chí kim đều kể lại rằng họ đã rất kinh ngạc khi khám phá ra là nhiều dân tộc từ rất lâu đã truyền từ đời này sang đời khác truyền thuyết về một trận lũ lụt khủng khiếp trên quy mô toàn cầu, có rất nhiều điểm cực kỳ giống với những gì được ghi chép trong Kinh Thánh. Bellamy trong tác phẩm Những Mặt Trăng, Thần Thoại và Con Người ước tính có gần 600 huyền thoại về đại hồng thủy trên toàn thế giới. Các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Babylon, Lưỡng Hà, Sumeria, Peru, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Trung Mỹ, Wales,
Hawaii, Scandinavia, Sumatra, Polynesia, Việt Nam, v.v. Tất cả đều có các phiên bản về một trận đại hồng thủy cực lớn toàn cầu. Điều này dẫn tới một giả thuyết rằng con người xa xưa có xuất phát cùng một gốc gác, mà trí huệ cổ xưa còn lưu dấu trong tiềm thức về cùng một trận lụt lớn kinh hoàng trong lịch sử. Số 8. Khám phá mới của các nhà khoa học. Mới đây, các nhà khoa học đã khám phá những đại dương khổng lồ nằm ẩn sâu hơn 1.000 km dưới bề mặt trái đất. Họ tuyên bố đã khám phá nhiều khối nước khổng lồ bên dưới bề mặt trái đất và cho rằng có hai đại dương ngầm, và đây chính là nguyên do gây ra thảm họa được kể trong các truyền thuyết đại hồng thủy khắp thế giới. Khám phá của giáo sư Wisesen cho thấy tồn tại ít nhất hai đại dương ngầm bên dưới bề mặt lục địa Âu Á và Bắc Mỹ, có tâm điểm nằm tại Trung Quốc và phía Nam Hoa Kỳ. Giáo sư nói đặc điểm giảm dần đặc biệt của sóng địa chấn theo chiều dọc rõ ràng cho thấy sự hiện diện của nước. Đặc điểm này tương ứng với nước. Các nhà nghiên cứu cũng đã thiết kế mô hình 3D của khu vực dựa theo cơ sở dữ liệu thăm dò độ sâu. Họ cho rằng các đại dương ngầm này có lượng nước không kém Bắc Băng Dương. Nước được xác định ở dưới độ sâu từ 1.200 km đến 1.400 km. Viện sĩ Eric Galimov, giám đốc Viện Địa hóa học và Phân tích giải tích Vernadsky ở Moscow, đánh giá lý thuyết của giáo sư Wisesen là hoàn toàn đáng tin cậy. Điều này cho thấy các lục địa của chúng ta là những con tàu khổng lồ đang trôi nổi trên các đại dương ngầm. Số 9. Đảo cực địa tử. Trong cuốn sách Câu chuyện Adam và Eva, tác giả Jean Thomas cho biết, vài ngàn năm trước, vào thời vòi ma mút, trái đất từng xảy ra đảo cực địa tử khiến các lục địa trở nên hỗn loạn và bị trôi giạt đi khắp nơi. Thomas cũng chỉ ra rằng, sự trôi giạt của lớp vỏ trái đất không phải hàng nghìn năm hay hàng trăm năm, mà là hoàn thành trong vòng vài giờ. Điều này dựa trên căn cứ một số hóa thạch loài vòi ma mút bị tuyệt chủng ở vùng đất băng giá của Siberia gần với vòng Bắc Cực. Những con vòi ma mút này da và cơ vẫn còn tươi như mới, giống như vừa mới chết vậy. Trong miệng và dạ dày của chúng còn rất nhiều thức ăn chưa được tiêu hóa, trong đó có rất nhiều loại thực vật nhiệt đới. Chúng được cho là bất ngờ bị đóng băng cực độ đến chết thì thi thể mới được bảo quản tốt như vậy. Điều này chỉ có thể giải thích là vỏ trái đất đã xê dịch rất nhiều trong một khoảng thời gian cực ngắn. Bản cuối đại lục vốn dĩ nằm gần đường xích đạo quanh năm ấm áp, đột nhiên trong vòng vài giờ đã trôi giạt đến vòng Bắc Cực, khiến nhiệt độ ngay lập tức giảm xuống dưới âm 80 độ C. Kết quả là những con vòi ma mút không thể thích nghi được và bị đông lạnh cực kỳ nhanh. Sự trôi giạt cực nhanh của lớp vỏ trái đất này được giải thích là khi cấu trúc điện tử ổn định của lõi trái đất bị phá hủy, sự đảo ngược từ trường trái đất sẽ xảy ra, đồng thời một năng lượng cực mạnh bùng phát ra khỏi lõi. Nó giống như một tên lửa đầy khổng lồ, làm cho lớp vỏ cố định ban đầu của trái đất mềm ra và các lục địa sẽ như những con tàu khổng lồ phóng đi với tốc độ 1.600 km/h. Ta hãy thử hình dung cả một lục địa khổng lồ di chuyển với tốc độ 1.600 km/h thì điều gì sẽ xảy ra? Nó sẽ tạo thành một cơn sóng thần cao vài km nhấn chìm toàn bộ các lục địa. Nghiên cứu của tác giả Jean Thomas phải chăng tương hợp với trận đại hồng thủy được miêu tả trong các truyền thuyết cổ xưa? Như vậy, có rất nhiều bằng chứng khảo cổ học ở khắp nơi trên thế giới cho thấy khoảng vài ngàn năm trước, trái đất thực sự đã từng xảy ra một trận đại hồng thủy toàn cầu đã hủy diệt nhân loại. Trong các truyền thuyết về đại hồng thủy của các dân tộc, có một đặc điểm giống nhau là khi đạo đức của nhân loại suy đồi, con người không còn tín thần Phật thì sẽ có một cuộc thanh tẩy. Chỉ có những người có đạo đức cao thượng mới được lưu lại, như trường hợp của ông Noah được kể trong Kinh Thánh và hai mẹ con Bà Hóa trong sự tích Hồ Ba Bể của Việt Nam. Lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó thoát. Chỉ có chân chính lựa chọn đạo đức và thiện lương thì mới được thần Phật bảo hộ trong tai kiếp. Bạn có tin rằng đã từng có một trận đại hồng thủy toàn cầu thực sự tồn tại và phá hủy gần như toàn bộ thế giới?